hôm nay mình sẽ làm một cái vlog mà có lẽ là kỷ niệm nhớ đời nhất của mình, đó chính là Giáng sinh. Thì mình sẽ làm vlog về nhớ đầy thật là nhiều ý nghĩa, thật là nhiều niềm vui, thật là đáng nhớ cho học sinh. Vì là lớp học sinh lớp 12 học sinh cuối cấp, thì hôm nay đi lớp cũng chưa là hành trình nhớ của lớp mình hai năm thanh xuân lại lớp 12 mình một ngày đã trời nhá. Đây bọn mình có mặt từ lúc 7 giờ tối, bây giờ hiện tại đang là mấy giờ rồi? Tại đang là 20:28, đó chính là 8:30 rồi. Thì có lẽ là chụp hôm nay đến đêm mất. Đây là chỉ là một phần đoạn nhỏ của mình tự quay nhá. Mình sẽ cố gắng lấy cái video chất lượng mà lại hình ảnh tốt nhất cho mọi người coi. Mọi người đón chờ cái vlog mình nha. Thì vlog của mình hiện tại chỉ đến đây rồi, bọn mình sẽ lấy những cái video chất lượng và hình ảnh đẹp nhất cho mọi người nhá. Mấy con hàng lên mình nha mọi người nha, mấy con hàng nha, sale rẻ nha, đón chờ nhá. Mình ơi,